Kính thưa quý vị, chúng tôi Trần Hồng Tiết xin tái ngộ cùng quý vị. Như quý vị đã biết, lần trước chúng tôi có nói chuyện với bác sĩ Nguyễn Thượng Trí, một bác sĩ chuyên khoa về tim mạch và tim mạch can thiệp và cũng như nội thương tại San Diego của chúng ta. Thì gần đây chúng ta biết được có một số tin tức từ các nước Âu Châu và cũng như tại Hoa Kỳ có một số thuốc được đang gọi là áp dụng để chữa cái con COVID này. Hôm nay chúng tôi muốn đào sâu về vấn đề này và chúng tôi sẽ có nói chuyện với bác sĩ Trí và có sự cái sự hữu hiệu và cái sự thử nghiệm của thuốc này ra làm sao. Xin kính chào bác sĩ. Dạ, chào anh Tiết và xin chào, kính chào quý vị. Dạ, thưa bác sĩ, thì như Tiết vừa trình bày đó bác sĩ, thì có một số tài liệu và có một số thông tin đưa ra từ Tòa Bạch Ốc và cũng như CDC và tất cả các bác sĩ hiện đang phải gọi là đang tranh đấu và chiến đấu tại tại các bệnh viện với cái con COVID này. Thì chúng ta biết là cái thuốc mà gọi là bây giờ này được đem ra bàn cãi và tranh cãi rất nhiều trong cái làng truyền thông gần đây là cái hydroxychloroquine, phải không? Thì không biết là bác sĩ có thể cho biết là cái sự hữu hiệu của nó và cái gì, những side effects của nó nếu mà dùng và nó có những cái tác dụng gì thì bây giờ nó sẽ. Thứ nhất mình có thể nói chuyện chút xíu về cái hydroxychloroquine. Thứ nhất, chloroquine là cái thuốc mà tìm ra năm 1949, tức là cách đây cũng gần hơn 70 năm rồi. Thì đầu tiên là nó tìm ra để chữa bệnh mà sốt rét, tức là malaria, và sau đó một cái dạng biến dạng của nó là hydroxychloroquine thì nó ít xài phát hơn, được dùng gần như là một trong những thuốc chính để chữa những cái loại bệnh như là thấp khớp, tức là rheumatoid arthritis hay là lupus. Cái background mà tại sao những cái thuốc này hiện giờ đem ra sử dụng cho để chống virus thì 2005 thì có một cái study gọi là in vitro, tức là dùng trên phòng thí nghiệm á, thấy là cái hydroxychloroquine nó ngăn chặn sự phát triển của cái coronavirus. Và năm 2006 cũng một thí nghiệm tương tự thì cảm thấy cho thấy là nó cũng ngăn chặn sự phát triển của cái influenza virus. Nhưng mà chúng ta cần biết là đến năm 2011 thì có một thí nghiệm về lâm sàng, tức là in vivo, thì thấy là cái thuốc hydroxychloroquine nó không có tác dụng khi mà để mà chữa cái bệnh influenza, và chúng ta chưa có một cái thí nghiệm lâm sàng lớn đủ để mà cho thấy là nó hữu hiệu đối với coronavirus. Nhưng mà dù như vậy, trong cái giai đoạn mà rất là khẩn thiết, rất nhiều bác sĩ ở bên Trung Hoa và bên Pháp dùng với tư cách là compassionate treatment, tức là cho bệnh nhân mình quá nặng và không có thuốc gì để chữa trị, thì họ đã quay ra dùng hydroxychloroquine và cùng với một thứ khác là azithromycin. Thì dựa theo đó thì đã có những cái công bố khoa học thật ra nhỏ, là thứ nhất là từ bên Pháp và thứ hai là từ bên Trung Hoa, và do đó mới gây ra một sự rất là lạc quan. Thì sẵn đây thì tôi sẽ nói một chút xíu tại sao có tin tức gọi là nó conflicting, là tại lúc đầu ra thì như tôi nói là những cái thí nghiệm này, những cái study này nó tương đối nhỏ. Ở bên Trung Hoa chỉ có 62 người chia làm đôi, mỗi nhóm 31 người, thì thấy kết quả là có lạc quan, tức là có sự giảm xuống về cái thời gian cũng như là cái triệu chứng. Sau đó bên Pháp có một cái study cũng giống như vậy, thì nhưng mà cũng chỉ có 80 người thôi, chia thành hai nhóm là 40 và 40, thì cũng cảm thấy một cái sự giảm thiểu cũng khả quan. Nhưng mà sau đó thì có hai cái study khác. Cũng là một cái là bên Trung Hoa là có 30 người bệnh nhân thì cũng là nhỏ, thì thấy cũng có một cái study khác là 11 người bệnh nhân trong ICU thì kết quả là cũng âm tính, không có cái kết quả như là chúng ta mong đợi. Thì nếu mà như vậy đó thì như bác sĩ mà đọc theo những cái thử nghiệm đó, thì nếu mà những cái người mà nằm trong cái tình trạng mà gọi là cực kỳ nguy hiểm thì mình có nên được áp dụng hay là không bác sĩ, hay là cái side effect của nó không có được gọi là hiệu quả cho mấy, nên cũng để dành lại cho những cái người mà tại hiện trường hay là những bác sĩ lúc tại gọi là trong cái thời gian cấp cứu đó quyết định, hay là mình phải subscribe cái thuốc này như thế nào bác sĩ? Dạ, thứ nhất mình nói hồi nãy là cái sử dụng mà thuốc hydroxychloroquine á hay là azithromycin á, thì như tôi giải thích nó kêu là compassionate use, tức là sao, tức là trong người bác sĩ nào trong cái đáy lòng của mình cũng là muốn cho bệnh nhân mình khá hơn và đỡ hơn. Thì đối với những đối phó với tử thần, thì nếu mà có một cái thuốc nào mà mình hy vọng nó có một cái tác dụng nào đó mình có thể dùng được, thì thật ra cái mình vẫn gọi là conflicting data, nhưng mà có nhiều bác sĩ
lúc này rất là lạc quan. Một số bác sĩ giờ tôi có theo dõi thì bên bên New York và bên Dallas thì thấy là nó có hiệu quả, nhưng mà có một số bác sĩ khác có nhiều quốc gia khác thì cũng thấy là nó không hiệu quả, và thậm chí bên Thụy Điển họ ngưng. Thì chúng tôi cũng muốn đưa ra một vấn đề này, là chúng tôi có đọc Coin News thì thấy là có một số bác sĩ rất là danh tiếng lên đã nói là cái thuốc này rất là an toàn, cho sử dụng rất nhiều bệnh nhân không có thấy cái vấn đề gì quan trọng hết. Thì tôi xin có một ý kiến riêng như vậy. Thật ra là những cái bệnh nhân mà sử dụng mà rất là an toàn, đó là những bệnh nhân để chữa bệnh lupus hoặc là chữa bệnh rheumatoid arthritis, tức là bệnh thấp khớp. Thì những bệnh nhân đó, cái data trong cái người đó thì có thể an toàn. Nhưng mà đối với COVID đó là một vấn đề khác. Thì những bệnh nhân nặng hơn thì nhất là chúng ta biết là cái side effect thực ra không phải là không có. Cái thuốc mà hydroxychloroquine á, thì nó có thể gây ra một cái là QT prolongation và nó có thể gây ra một cái rối loạn tim mạch rất là nguy hiểm và có thể đưa đến tử vong. Azithromycin cũng vậy, nhất là những người có bệnh suy tim, và kinh nghiệm chính trong nghề của tôi đã thấy chuyện đó. So, thành ra mà chúng ta lại biết thêm một vấn đề nữa, dựa theo những gì mới đây á, thì 1/5, tức là 20% của bệnh nhân mà nhập viện vì COVID thì là có những cái biến chứng về tim mạch rất nguy hiểm, và một nửa số đó là dẫn đến tử vong. Do đó cái sử dụng của hai loại thuốc này trong những người mà có đang biến chứng về tim mạch tôi nghĩ là rất là đáng quan ngại. Do đó mọi người, và sau đó là còn những cái side effect khác, ví dụ là mất thị lực, mất nhãn quan, hay là bị có thể bị hư gan, hoặc là những triệu chứng về bao tử, hoặc là đau đớn bắp thịt. Mà nhất là lúc này thì cái đau đớn bắp thịt cũng là một cái dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng nhiễm siêu vi khuẩn coronavirus. Do đó chúng ta đừng nghĩ là cái thuốc hydroxychloroquine gọi là cái thuốc tuyệt đối an toàn, nó không phải như vậy. Có nghĩa là bác sĩ nói là nếu mà thí dụ như tiếc ở nhà mà một người bệnh nhân hay là chưa phải là bệnh nhân của cái COVID-19 này thì không nên đi dự trữ thuốc này, và cũng không có nên gọi là nghĩ tới là phải cần uống nó để mà đề phòng cái con COVID xâm nhập vào bản thân của mình, bác sĩ. Tại vì những cái mà bác sĩ nói là đa số là nằm trong cái tình trạng của những người lớn tuổi và có thể bị bệnh tim, mà uống thuốc này vào thì có thể nguy hại thêm. Nhưng mà nếu mà những người bình thường thì có sai phát gì khác không, bác sĩ? Dạ, thưa anh Tuyết, thứ nhất là khi mà mình sử dụng một loại thuốc nào, mình phải cân nhắc cái lợi và cái hại của cái thuốc đó. Thì thứ nhất là cho đến lúc này là chưa có một cái dự kiện nào mà hoàn toàn mà chúng ta cái tin cậy được, cho biết là cái thuốc này có thể chữa được coronavirus. Đó là thứ nhất. Thứ hai là hoàn toàn không có một cái dự kiện nào cho thấy là thuốc này có thể ngừa được cái nhiễm trùng coronavirus. Thứ ba là có những biến chứng. Và còn cái thứ tư nữa là cái thuốc đó mình cũng nên nghĩ là nếu mà dùng trong cái context use đó, thì nên để dành cho những người mà đang bị, và với cái sự chẩn đoán và quyết định của bác sĩ đối với những cái điều kiện lúc đó. Do đó cái vấn đề mà chúng ta mua thuốc để sẵn ở nhà tôi nghĩ là tuyệt đối là không nên. Và như là chúng ta vừa nói thì cái thuốc mà khi mà biết cái lợi chưa chắc mà cái hại thì đó thì chúng ta nghĩ là không nên. Dạ, nói tóm lại là chúng ta không có nên nghĩ là có một cái thần dược đang có sẵn cho mình, và mình nếu mà không có bị thì cũng đừng có nên đi test, và cũng không có nên đi uống thuốc và mua dược thuốc dự trữ để làm gì không, bác sĩ. Tôi nghĩ là một cái điểm kế tới nữa đó, bác sĩ, thì khi chúng ta nói về thuốc này, tuy là nó chưa có được gọi là approved hoặc là có những cái side effect cho mình không có cần xài tới, có một cái thuốc mới mà chúng ta vừa nghe qua, không phải là thuốc mới nhưng mà có cách chữa trị mới, là biết là những cái người bị gọi là bị nhiễm độc, bị nhiễm cái con vi khuẩn này xong rồi gọi là hết bệnh, đúng không, thì trong người chúng ta nó tiết ra những cái kháng thể, rồi họ dùng những cái kháng thể đó để mà chữa bệnh cho những người đang bị bệnh. Thì bác sĩ thấy cái cách chữa bệnh đó nó có gọi là có một cái tia hy vọng nào không, bác sĩ? Về phương diện khoa học mà nói ấy, thì cái đó nó, đối với tôi thì nó make sense. Thì tại sao? Thì vì nếu mà bệnh nhân đã bị nhiễm cái coronavirus và hồi phục ấy, thì trong cơ thể của họ nó có cái kiểu là kháng thể, tức là antibody đó. Thì khi mà có cái kháng thể đó rồi ấy, thì mình dùng cái huyết thanh, tức là cái plasma của những người bệnh nhân đó, mình truyền vào những bệnh nhân khác với điều kiện là nó phải an toàn. Thì cái antibody đó có thể dùng để mà có tác dụng, có thể chữa trị được, là tiêu diệt được cái coronavirus.
thì cái đó nó make sense. Nhưng mà so, mà đến bây giờ thì chỉ có một cái study, một cái nghiên cứu rất nhỏ là chỉ có 15 người bệnh nhân, thì cái kết quả là cũng như tôi nói nãy dùng chữ là khả quan, nhưng mà cái đó chúng ta phải đợi có những kết quả nhiều hơn để mà chúng ta biết là trước khi quyết định là nó có thể là một loại chữa gì tốt hay không. Nó có một loại thuốc khác nữa là remdesivir, là một cái loại thuốc để chống siêu vi khuẩn, và cái thuốc đó đến bây giờ cũng đang còn thí nghiệm, đang còn chữa trị, và chúng ta phải đợi kết quả công bố từ các bác sĩ. Cho nên nói tóm lại là trong thời gian này, hiện bây giờ này và đúng ngày điểm này thì chưa có một cái thuốc gì gọi là silver bullet để mà chữa được cái con vi khuẩn này, phải không bác sĩ? Thì cái cách mà phòng bệnh tốt nhất bây giờ này cũng là cách ly, và nếu mà cách ly thì theo bác sĩ là có những cái điểm gì mà trong cái cách ly hoặc là làm cái gì ở nhà bây giờ này, cái việc bác sĩ có thể khuyên cho quý vị cao niên hoặc là những người bệnh nhân của bác sĩ bây giờ không bác sĩ? Dạ, thì nếu mà mình chưa có một cái câu hỏi, một câu trả lời tốt về cách chữa trị thì chúng ta phải nghĩ đến cách là ngừa bệnh hơn chữa bệnh. Thì khi mà nói ngừa bệnh thì nó có hai cách, một là vaccine tức là chủng ngừa. Thì đến lúc này thì chúng ta chưa có một cái vaccine nào cho coronavirus. Nhưng có ngay lúc này thì ít nhất là có 20 loại vaccine đang được thí nghiệm rất là cấp rút trên toàn thế giới. Nhưng mà chúng ta biết là khi một cái thuốc hay là một cái vaccine mà được từ lúc mà bắt đầu đến lúc mà ra thị trường á, nó cần ít nhất là 18 tháng. Tại sao lâu như vậy? Là tại vì nó phải qua ba giai đoạn. Thứ nhất, giai đoạn đầu tiên là trên một số những người nhỏ, từ 10 đến 20 người. Thứ nhất là coi nó có giết người hay không. Thứ hai là giai đoạn thứ nhì, nó có thể khoảng như 100 người, cũng là tình nguyện hay là một cách nào đó, thì coi là những cái thuốc đó hoặc là những cái vaccine đó nó có những cái tác hại nào khác. Và giai đoạn thứ ba là cần một số đông hơn, có thể đến cả ngàn người bệnh nhân, thì lúc đó chúng ta mới biết là cái thuốc đó nó có hiệu quả tốt hay không. Nếu mà so sánh với lại cái là placebo, tức là thuốc giả đó, là những cái mà khi mà kêu là double blind control randomized, thì cái đó nó rất thì giờ mà rất là đợi thời gian, thì chúng ta câu trả lời là chúng ta phải đợi ít nhất là khoảng 16 đến 18 tháng nữa mới có cái câu trả lời đó. Có một cái đang được sử dụng ngay lúc này cũng với một cái tính cách như là compassionate use, là gì, là BCG, vaccine. Cái BCG là một cái thuốc ngừa cho bệnh lao phổi. Tại sao, cái background là chỗ nào, là cái thuốc BCG, cái chủng ngừa khi mà dùng trước đây đó, thì các bác sĩ có theo dõi một số đông bệnh nhân ở bên Phi Châu và trên nhiều quốc gia khác. Thì ở bên Phi Châu thì nhất là những em bé mà nó sinh thiếu tháng đó, thì cảm thấy là họ theo dõi thì họ thấy là nó giảm được 40% cái tử vong về những bệnh truyền nhiễm. Còn cái số lượng mà 150.000 bệnh nhân mà có cái chủng ngừa bằng BCG đó, trên 33 quốc gia đó, thì cũng có 40% giảm, không phải là tử vong nhưng mà giảm về cái bệnh truyền nhiễm về đường phổi, đường hô hấp đó. Thành ra dựa theo những cái dữ kiện đó thì một số bác sĩ bây giờ bên Đan Mạch, bên Úc và bên Đức thì đang đưa ra cái thuốc đó ra để mà thử nghiệm, nhưng mà chúng ta cũng phải đợi thời gian để biết là nó có hiệu quả hay không. Như vậy thì đến ngay thời điểm này vaccine chưa có. Như vậy thì cái biện pháp tốt nhất là gì, chúng ta vẫn quay lại cái ông bà mình nói là gì, ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Thì chúng ta quay lại những cái mà chúng ta biết là đang có hiệu quả. Dạ, thì cái băn khoăn của các bệnh nhân hoặc là những người mà theo dõi báo chí hoặc là tin tức bây giờ đó, thì ai cũng nghĩ là cái cách ly là cách tốt nhất. Thì ngoài cái vấn đề mà cách ly ra, bác sĩ nói về gọi là phòng mạch của bác sĩ đi, thì các bệnh nhân của bác sĩ bây giờ này nếu mà họ có những cái nhu cầu về y khoa hoặc là y tế thì bác sĩ sẽ gặp họ như thế nào? Tại vì bây giờ này mình biết là mình không có test được và mình cũng không có gặp họ được tại phòng mạch, thì bác sĩ có những cái vấn đề gì mà khuyên can trong cái thời gian này, mà trong thời gian mà họ đang ngồi nhà cách ly hoặc là những người nhất là các quý vị cao niên bây giờ, thì bác sĩ? Dạ, đúng anh Tiến. Thì cái lúc này mỗi bác sĩ đều có cách để mà thích ứng với trường hợp và tìm cách nào tốt nhất để mà chữa bệnh hay là ngừa bệnh cho bệnh nhân của mình. Thì trong thời điểm này chúng ta biết cái kết quả, cái hiệu quả tốt nhất, cái biện pháp tốt nhất để mà ngừa bệnh đó vẫn là sự cách ly. Thứ hai là rửa tay 20 giây với xà bông. Thứ ba nào, ngay bây giờ có thể là đeo mặt nạ hoặc là những cách nào khác mà chúng ta có thể nghĩ tới. Thì California là một trong những tiểu bang dẫn đầu về cái mức độ mà giảm thiểu số bệnh truyền nhiễm. Thì cái
chúng ta nghĩ là một số chuyên gia nghĩ là nhờ chúng ta bắt đầu cái việc cách ly sớm và tương đối là khá chặt chẽ, thì do đó chúng tôi vẫn nghĩ là bây giờ chúng ta cân nhắc thời hại, thì nghĩ là nếu mà sự cách ly nó có hiệu quả, mà nhất là bệnh nhân của tôi thì đa số là những cụ lớn tuổi và có nhiều bệnh tim mạch, bệnh tiểu đường, bệnh thận, bệnh phổi. Do đó tôi rất là lo lắng và tôi nghĩ là cái biện pháp tốt nhất là nên để cách ly, tức là họ vẫn ở nhà nhưng mà chúng tôi sẽ theo dõi bằng mọi cách, như là telephone hoặc là FaceTime hoặc là mình Zoom, bằng mọi cách để mà mình có thể tiếp tục sự chữa trị. Dạ, cảm ơn bác sĩ một lần nữa đã cho chúng tôi rất là tin tức rất là hữu ích, nhất là về vấn đề gọi là thuốc mà hiện bây giờ này đang có thể giải độc được cái con siêu vi khuẩn này. Thì hy vọng một lần nữa chúng tôi sẽ mời bác sĩ trở lại chúng ta trong thời gian gần đây để update hoặc là có những tin tức mà cập nhật nhất cho quý vị, cho khán giả của VNTV. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Dạ, xin cảm ơn anh Thuyết. Xin kính chào quý vị.